Bố ơi, đọc sách. Quyển sách bố đọc hôm nay có tựa đề Chuyện rắc rối trong cung điện. Thưa quý ông, thưa quý bà và những người bạn tinh nghịch, hãy đến học sĩ Golden Wing, hãy đến học sĩ Golden Wing. Amber và James rất nôn nóng để báo cho Sophia về việc rạp xiếc Golden Wing, một rạp xiếc lớn nhất thế giới, đã trở lại với vương quốc. Sophia thì chưa bao giờ được đi xem xiếc. Ba bạn nhỏ xin phép đức vua Roland để được đi xem xiếc. Tất nhiên rồi. Nhà vua đồng ý. Bollywick, ông có thể thu xếp việc mua vé cho buổi trình diễn hôm nay được không? Yeah! James hét lớn lên. Cậu ấy thích rạp xiếc hơn tất cả mọi người trong gia đình và rất háo hức để chia sẻ điều này với Sophia. Sophia, em hãy đợi để đi xem xiếc tận mắt nha. James nói với Sophia. James muốn khoe trò tung hứng bóng mới nhất của mình với Sophia. Cậu ấy lấy 3 quả banh và tung nó vào không trung. James, anh đang làm gì vậy? Cha nói rằng chúng ta không được chơi banh ở trong nhà mà. Sophia nhắc nhở James. Em đừng lo. James nói. Anh chỉ muốn cho em xem một màn ảo thuật này nữa thôi. Nó dễ như là đếm 1, 2, 3 vậy mà. Ôi không! Một trong những quả banh được James tung hứng đã bay thẳng vào ô cửa sổ kính còn mới của lâu đài. Cửa sổ này là một món quà vô cùng đặc biệt mà nhà vua Roland đã làm tặng cho nữ hoàng Miranda. Trên cửa sổ là hình ảnh của cả gia đình hoàng gia. Anh không cố ý. James thốt lên. Ôi, cha sẽ không thích chuyện này đâu. Amber cảnh báo. Nếu nhà vua biết rằng James không làm đúng quy định của hoàng cung, ông sẽ không cho James đi xem xiếc nữa. Sophia và Amber nghĩ rằng James nên nói ra sự thật. Nhưng cả hai đều hiểu rằng James muốn đến rạp xiếc biết là bao nhiêu, nên họ quyết định sẽ tìm cách giúp cậu. Đầu tiên, họ cố gắng di chuyển một bộ áo giáp để nó có thể che khuất ô cửa đã bị nứt, nhưng lại không thành công. Họ cần có một kế hoạch khác. Vì vậy, Amber nhất trí tìm cách để làm cho cả nhà vua và hoàng hậu không đến khu vực vòng ngai vàng, trong khi Sophia thì giúp James tìm ra một kế hoạch mới. Có lẽ ông Cedric có thể dùng phép thuật để sửa được nó. Sophia gợi ý. Và như thế, Sophia và James cùng đi tìm Cedric, vị pháp sư của hoàng gia, để hỏi xem ông ấy có thể giúp được không. Cedric đồng ý giúp đỡ. Tuy nhiên, câu thần chú mà ông ấy dự định sẽ sử dụng sẽ không giúp sửa ô cửa kính bị nứt. Thay vào đó, nó sẽ giúp ông ấy đánh cắp chiếc bùa hộ mệnh của Sophia. Khi Cedric đến ô cửa sổ, giơ đũa thần của mình lên và bắt đầu đọc thần chú. Petrucci. Nhưng ý đồ lấy lá bùa hộ mệnh của Sophia thay cho việc sửa ô cửa đang bị nứt, thì câu thần chú lại khiến cho Cedric bay vào cái cửa sổ và biến ông thành một phần của hình vẽ trên ô cửa kính. Ồ, ít nhất là vết nứt không còn nhìn thấy nữa. James nói. Nhưng James và Sophia biết rằng khi vua Roland nhìn thấy cái cửa sổ, cậu ấy sẽ gặp rắc rối to. James quyết định sẽ dùng phép thuật để khắc phục sự cố này.
cậu nghiên cứu quyển sách thần chú và cố tìm ra một câu thần chú mà cậu nghĩ rằng sẽ hiệu nghiệm. Zabrazen, Zabrazu, trả tự do cho bạn bè và cùng sửa chiếc cửa sổ. Tuy nhiên, câu thần chú cậu vừa đọc lại làm cho chiếc cửa sổ bị nứt và vỡ thành từng mảnh nhỏ. Amber đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình là giữ cho nhà vua và hoàng hậu không đến gần khu vực cửa sổ bị vỡ. Amber đã phải ca hát, nhảy múa, rồi còn tự mình chơi vĩ cầm và còn làm cả mô hình vương miện cho cả hai nữa. Nhưng cuối cùng thì Amber cũng đã cạn kiệt ý tưởng để có thể giữ chân cả hai người, nên vua Roland và hoàng hậu Miranda bắt đầu di chuyển đến phòng ngai vàng. Khi nhà vua nhìn thấy cửa sổ, ông ấy đã thất vọng. Sophia biết rằng James muốn đến rạp xiếc biết bao, nên cô nói với nhà vua rằng cô chính là người đã làm vỡ kính cửa sổ. Và như vậy, Sophia đành phải ở nhà trong khi cả gia đình cùng nhau đi xem xiếc. Bailiwick thì không muốn Sophia ở nhà. Ông rất hiểu các công chúa và hoàng tử. Ông thừa sức để hiểu rằng Sophia sẽ không chơi banh ở trong nhà nếu cô ấy đã được nhắc nhở là không được làm như vậy. Ông tự hào về Sophia nhưng vẫn khuyên cô ấy. Lời nói dối thì vẫn là lời nói dối, dù công chúa đang nói dối để giúp người khác đi chăng nữa. James tưởng là mình sẽ rất hạnh phúc khi được đi xem xiếc, nhưng cuối cùng thì cậu lại không thấy vui. Ngay cả màn tung bóng của các chú hề cũng không làm cho James vui lên được. Cậu ấy không thể nào vui khi xem xiếc trong khi Sophia thì đang ở nhà. Sophia không làm vỡ cửa sổ, người làm chuyện đó chính là con. Cậu đã tự thú. Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta đi về rồi. Vua Roland nói. Trở lại cung điện, vua Roland và hoàng hậu Miranda nói chuyện với các công chúa và hoàng tử. Tất cả các thành viên trong gia đình của chúng ta cần phải trung thực và không giữ bí mật với nhau. Hoàng hậu Miranda nói. Lần sau, các con cần nói thật ngay từ đầu. Vua Roland nói thêm. Ba bạn đồng ý. Họ rất buồn vì không xem được hết tất cả các tiết mục xiếc, nhưng họ vui vì ba mẹ mình đã hiểu ra mọi việc. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Ông chủ của đoàn xiếc đã mang theo cả đoàn xiếc đến cung điện, và ông ấy đã có một buổi trình diễn thật đặc biệt dành riêng cho cả gia đình hoàng gia. Đọc sách.